Mới ngày hôm qua, chúng tôi vừa đưa tin về vụ việc một bé gái tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại điểm giữ trẻ, nghi ngờ là do bị sặc cháo. Thì hôm nay, một sự việc đau lòng tương tự lại tái diễn tại tỉnh Tiền Giang. Nạn nhân tử vong lần này cũng là một bé gái 9 tháng tuổi. Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ là do bị sặc sữa. Theo thông tin ban đầu, mẹ của bé gái chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tên gọi tắt là X tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chiều qua 25 tháng 9, người mẹ đi có việc riêng ở huyện Cái Bè và nhờ anh X chăm con gái cho mình. Theo lời khai tại cơ quan công an, trong lúc anh X cho bé uống sữa, bé gái đã ho sặc sữa và lịm dần đi. Dù nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé gái 9 tháng tuổi bị ngạt do sặc sữa dẫn đến tử vong.